Vâng, cơ sở đồ gỗ Khá Mặc Đẹp Hoàng Triệu xin được giới thiệu đến quý vị ở một bộ ghế trúc dưa. Bộ ghế này thì gồm có 7 món, 4 ghế đơn, 2 đôn và 1 bàn. Và thưa quý vị, bộ ghế này thì cơ sở đồ chúng em đã hoàn thiện nhẵn si sáp đánh trơ vân gỗ theo nối cổ truyền các cụ. Đó, cho nên là bộ ghế nên được cái màu cánh gián nhìn rất là sang trọng nha thưa quý vị. Và bây giờ em sẽ đi vào cái đường nét chi tiết để cho quý vị cùng có thể ngắm nhìn tổng thể hơn. Và đây là hình ảnh của chiếc đôn này. Bộ ghế này thì gồm có 2 chiếc đôn như thế này thưa quý vị. Đó, chất liệu của bộ ghế này thì nó bằng chất liệu gỗ gụ nha thưa quý vị, gỗ gụ 100% gỗ gụ. Phần rĩu của bàn thì được đục trúc dưa, những đốt trúc được đục rất là đẹp thưa quý vị. Những hình tượng quả dưa và những đốt trúc rất là đẹp. Bộ ghế này thì được đục tay 100% nha thưa quý vị, được đục tay 100%. Bộ ghế này thì được cơ sở của chúng em đánh nguội rất là kỹ, cho nên là nên được cái màu rất là bóng đẹp. Và đây là một miếng đá tự nhiên, hoàn toàn miếng đá tự nhiên. Đó. Miếng đá tự nhiên, vân núi rất là đẹp thưa quý vị, vân núi. Ở trên miếng đá này thì cơ sở đồ chúng em cũng khắc một vài dòng chữ. Như hai dòng chữ này thì mang lại ý nghĩa là tọa thượng khách thường mãn, tôn trung tử bất không. Đó, nó có nghĩa là khách vui kín cả chỗ ngồi, rượu ngon chớ để chén vơi cầm chừng. Một vài câu thơ rất là hay. Khách vui kín cả chỗ ngồi, rượu ngon chớ để chén vơi cầm chừng. Đây là chiếc ghế đơn nha thưa quý vị. Đó. Quý vị có thể nhìn được tổng thể cái dáng của chiếc ghế nó đẹp như thế nào thưa quý vị. Cái dáng của chiếc ghế rất là đẹp. Quý vị có thể mua bộ ghế này để quý vị bỏ trong phòng ngủ cũng rất là đẹp thưa quý vị, rất là hợp lý. Đó, bộ ghế nhỏ nhắn này rất đẹp, phòng ngủ phòng khách đều đẹp hết thưa quý vị. Trên bộ ghế này đặc biệt nổi trội là những viên đá cẩm thạch tự nhiên, những viên đá tự nhiên được xẻ tự nhiên. Đó, những viên đá đã qua những hàng triệu năm kiến tạo của trời đất để cho ra những cái chiếc vân núi tuyển chọn đẹp như thế này thưa quý vị. Cực kỳ là đẹp luôn thưa quý vị. Dáng của bộ ghế này cực kỳ đẹp luôn. Quý vị nào mà có nhu cầu sở hữu cho mình bộ ghế như thế này thì hãy vui lòng là liên hệ ngay với em theo số điện thoại là 0383639886. Quý vị xem video, quý vị đừng quên là bấm nút đăng ký kênh để cùng theo dõi cơ sở đồ cho em nha. Đó, và cơ sở đồ cho em tọa lạc tại xóm 9 Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Đó, quý vị có thể đến cơ sở đồ cho em để xem trực tiếp rất nhiều những sản phẩm khác. Và xin chào và gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.